Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ hai, ngày 1 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Đồn, năm 2021, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện hiện nay là hơn 350 ha, sản lượng ước đạt hơn 400 tấn, bằng 100,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số xã đi đầu về diện tích ao nuôi là xã Bằng Lãng, Yên Phong, Lương Bằng, Đồng Thắng. Giống cá được người dân nuôi nhiều là cá trôi, chép, cá chấm, rô phi. Để nâng cao năng suất, sản lượng nuôi thủy sản trên mỗi đơn vị diện tích ao nuôi, huyện Chợ Đồn khuyến khích người dân mở rộng diện tích ao nuôi hộ gia đình, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên như phụ phẩm trong chăn nuôi, trồng trọt, các loại cây xanh, phân chuồng để nuôi cá. Đồng thời chú trọng triển khai một số dự án hướng dẫn người dân kỹ thuật nuôi chăm sóc cá nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị, chè là một cây trồng thế mạnh của huyện Bạch Thông. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn hiện nay đang hoạt động trong lĩnh vực trồng chế biến chè. Cây chè đã được lựa chọn để thực hiện chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm của huyện. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bạch Thông làm chủ đầu tư từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 11 năm 2022 tại xã Quân Hà và Quang Thuận với quy mô 8 ha, 43 hộ tham gia được đánh giá bước đầu mang lại thu nhập cho các hộ dân và có tính hiệu quả bền vững. Qua các đợt kiểm tra và nghiệm thu thực tế cho thấy, tỷ lệ cây sống đạt từ 90% trở lên. Cây chè sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh. Đến nay, đa số các diện tích được bà con chăm sóc tốt đã được thu hái. Năm 2020, dự án hỗ trợ 3 máy sao chè, 3 máy vỏ chè, 3 máy dập túi, giao trách nhiệm quản lý và trông coi máy móc chuyên dùng cho đại diện các hộ tham gia thực hiện dự án. Dự án đã thiết kế được logo, bao bì, tem nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm và bàn giao cho đại diện các hộ tham gia dự án quản lý và điều phối chung cho các hộ. Sản phẩm chè sau khi sản xuất ra được đơn vị chủ trì liên kết bao tiêu sản phẩm. Bước đầu đã hình thành được chuỗi liên kết. Năm 2021, sản phẩm chè Phiêng An của tổ hợp tác Phiêng An đăng ký tham gia chương trình OCOP. Năm 2021, cây chè tiếp tục được lựa chọn thực hiện chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Quân Hà. Sở Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá đề tài phục tráng giống bí thơm Ba Bể, đảm bảo năng suất, chất lượng tốt. Sau 4 vụ triển khai với biện pháp kỹ thuật hiện đại được áp dụng, quy trình phục tráng khoa học, chặt chẽ, được thực hiện bởi các chuyên gia. Căn cứ vào kết quả theo dõi các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, từ 500 dòng bí thơm thu thập ban đầu đã tuyển chọn được 2 dòng bí thơm có ưu điểm vượt trội là dòng LVC và T13. Các đại biểu, người dân tham dự hội thảo đã thảo luận, nhất trí với kết quả phục tráng. Kết quả chọn được 2 dòng bí thơm có các đặc tính đúng với dòng bí thơm bản địa đã được người dân trồng trước đây. Đồng thời đề nghị các nhà khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước có các cơ chế chính sách để lưu giữ, bảo quản đối với 2 dòng bí thơm LVC và T13 đã được phục tráng. Tiếp tục chuyển giao ứng dụng cho người dân về các tiến bộ khoa học kỹ thuật để từng bước mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường hai loại bí chất lượng cao này, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng bí. Trồng rừng để gây quỹ hoạt động, đó là một cách làm độc đáo mà Mặt trận Tổ quốc xã Như Cố, huyện Chợ Mới triển khai thực hiện tại một số thôn. Từ nguồn quỹ này đã giúp cho các thôn có nguồn kinh phí hoạt động cũng như đầu tư một số công trình phục vụ nhân dân. Trước thực tế khó khăn về kinh phí hoạt động tại các thôn, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Như Cố đã triển khai tới Ban công tác mặt trận các thôn mô hình trồng rừng keo gây quỹ, tận dụng lợi thế diện tích đất đổi lớn. Hơn nữa, nhận thấy cây keo vừa dễ trồng, không cần nhiều công chăm sóc, lại có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt có khả năng cải tạo đất, chống xói mòn và cải tạo môi trường sinh thái, nên đây được xem là một cách làm độc đáo, hiệu quả. Tại thôn Khuổi Chủ, chúng tôi nhìn thấy khu đồi trồng keo tập thể đang phát triển rất tốt. Được biết đây là lứa keo thứ hai đã được 4 năm tuổi. Ban công tác mặt trận thôn cho biết khi triển khai mô hình trồng đồi keo gây quỹ đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các hộ dân. Thôn đã huy động người dân phát dọn diện tích đất bỏ không của thôn để trồng cây, hàng tháng luân phiên chăm sóc. Bây giờ có 3 keo cứ đến tuổi được khai thác bán. Từ trước đến nay là được khai thác 2 lần rồi. Về từ cây keo thì chúng tôi cũng đã khai thác và bán để có tiền để mà chúng tôi để mà hỗ trợ cùng với nhà nước để làm cái hội trường và cái đường bê tông, thì cái vốn đối ứng đấy thì chúng tôi cũng lấy từ những cái nguồn keo này ra. Có
Còn tại thôn Quân Bang, năm 2009 cũng đã thực hiện mô hình với diện tích 8 hectare keo. Năm 2017, thôn đã khai thác diện tích keo gây quỹ và thu được số tiền hơn 600 triệu đồng. Năm vừa rồi khai thác thì cũng được mấy trăm triệu. Thế trong cái quỹ đấy thì gây quỹ thôn thì về làm xây dựng là cái một cái nhà kho với lại cái sân hội trường với lại một đoạn đường ở trong thôn là gần hơn 40 mét. Vâng, gây quỹ của thôn từ những nguồn quỹ đó thì thôn thì nhân dân trong thôn cũng rất đồng tình ủng hộ. Có thể khẳng định rằng mô hình trồng cây gây quỹ thôn ở Như Cố đã mang lại hiệu quả thiết thực và rất cần được nhân rộng. Từ việc chỉ biết trông chờ vào nguồn đóng góp của các hộ dân, này lại chính người dân đã biết tạo ra một phong trào để xây dựng nguồn quỹ hoạt động lớn cho thôn. Mô hình trồng cây gây quỹ đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng thôn phát triển vững mạnh, đồng thời xây dựng được tinh thần gắn bó đoàn kết của người dân. Đây là cách làm hay, độc đáo của người dân xã Như Cố trong việc xây dựng quỹ, góp phần làm nên màu xanh ở chợ mới. Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn huyện Chợ Đồn khẩn trương thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Theo đó, các địa phương sẽ rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo quy định tại Nghị định số 07 ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và quy định số 24 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Đối tượng rà soát sẽ bao gồm toàn bộ các hộ dân đang có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Hết năm 2020, huyện Chợ Đồn còn 1.899 hộ nghèo, chiếm 14,42%, 1.200 hộ cận nghèo, chiếm 9,3%. Thưa quý vị, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước được giao thẩm quyền. Thời gian qua, Thanh tra tỉnh Bắc Cạn đã làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Nhiều vụ việc sai phạm đã được chỉ rõ, góp phần tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Phản ánh của các phóng viên thời sự. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp gần 870 lượt công dân, tiếp nhận hơn 1.480 đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh. Nội dung đơn thư của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, việc thực hiện chính sách xã hội. Đối với nội dung đơn thư tố cáo chủ yếu về hành vi của cán bộ công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo có tính chất phức tạp, đông người. Các cơ quan chức năng nói chung, Thanh tra tỉnh Bắc Cạn nói riêng đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, chúng tôi tiếp nhận đơn thư kiến nghị, phản ánh, rồi là đơn khiếu nại, đơn tố cáo. Đối với lại đơn mà không thuộc thẩm quyền thì chúng tôi đã phân loại xử lý và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thế còn đối với lại đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thì chúng tôi cũng đã tham mưu thành lập những cái đoàn xác minh và đã tham mưu để giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35 ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, chỉ thị số 14 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Thanh tra tỉnh Bắc Cạn đã tập trung đội ngũ công chức có trình độ nghiệp vụ, tâm huyết với công việc để giải quyết những vụ việc khiếu nại tố cáo của công dân. Trong tổng số hơn 1.000 đơn khiếu nại tố cáo phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền, từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh Bắc Cạn và các cơ quan chức năng đã giải quyết được gần 900 đơn. Số còn lại đang tiếp tục nghiên cứu giải quyết. Cùng với giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phản ánh kiến nghị, Thanh tra tỉnh Bắc Cạn cũng đã chú trọng công tác thanh tra, nhất là thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đối với công tác thanh tra thì một cái hoạt động là vô cùng là phức tạp. Trong đó thì công tác thanh tra thì có những cái vụ việc rất là phức tạp, như là cái vụ công ty lâm nghiệp Bắc Cạn ấy, thì chúng tôi cũng đã huy động anh em là thành viên của đoàn thanh tra là cũng đến 10 người. Và cũng thời gian tiến hành thanh tra là chúng tôi cũng tiến hành trong vòng gần 7-8 tháng. Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Bắc Cạn sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, tăng cường trao đổi phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét giải quyết các vụ việc, nhất là đối với những vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài, và đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi phần tin trong tỉnh. Bây giờ là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay.